Những người làm chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sắp tới chính là dịp lý tưởng để tổ chức những chuyến du lịch cùng bạn bè và người thân. Đừng để những vấn đề về sức khỏe dưới đây ảnh hưởng đến kỳ nghỉ ý nghĩa của bạn. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe 24 giờ. Say tàu xe, do nhu cầu đi lại trong những ngày này thường rơi vào tình trạng quá tải hành khách, nên bạn sẽ cảm thấy ngột ngạt khó chịu khi di chuyển bằng xe ô tô hay tàu hỏa. Một số triệu chứng của say tàu xe rất phổ biến, bao gồm hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nôn nhiều, cơ thể khó chịu, da rẻ nhợt nhạt, toát mồ hôi, nghiêm trọng hơn còn dẫn đến tình trạng hạ huyết áp. Thế nên, để thoải mái khi bước lên tàu xe thì bạn hãy hạn chế ăn quá no hoặc sử dụng đồ uống có cồn. Mặt khác, bạn cũng không nên đi tàu xe với một chiếc bụng rỗng mà nên mang theo một quả quýt để mỗi khi có cảm giác say thì hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ quả quýt sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ngoài ra, nếu có ý định uống thuốc chống say thì bạn nên chủ động uống từ 1 tiếng trước khi lên xe để thuốc uống phát huy công dụng hiệu quả. Say nắng. Nếu bạn để tia nắng mặt trời chiếu thẳng trực tiếp lên vùng cổ, vai, gáy thì nguy cơ cao bạn sẽ phải đối mặt với triệu chứng say nắng. Một số biểu hiện thường gặp của tình trạng say nắng là mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, tồi tệ hơn còn dẫn đến bệnh đột quỵ. Do đó, để tránh bị say nắng thì chúng ta nên mặc quần áo, giày dép và đội mũ che kín. Đặc biệt, bạn cũng không nên mặc đồ bó sát vì chúng sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu trong cơ thể. Gặp vấn đề về đường tiêu hóa, chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu, ngộ độc, táo bón, tiêu chảy, buồn nôn, chán ăn là một trong những chứng bệnh thường xuất hiện trong dịp nghỉ lễ. Bởi lẽ những ngày này thì các bữa ăn ở nhiều nơi sẽ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được, kéo theo giờ giấc ăn uống thay đổi thất thường, từ đó gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa. Đuối nước. Đôi lúc vì quá mải mê vui chơi ở những bãi biển rộng nên một số người đã bỏ qua việc khởi động trước khi xuống nước. Chính điều này là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chuột rút, say nắng và nguy hiểm hơn là đuối nước. Vậy nên, bạn hãy nhớ khởi động thật kỹ trước khi xuống biển tắm. Và nếu không biết bơi thì chỉ nên chơi ở những vùng nước nông, gần bờ để không gặp phải tình trạng đáng tiếc nào sau đó. Bảo vệ tóc và da. Tóc và da là những bộ phận chịu tác động của môi trường bên ngoài nhiều nhất khi ra ngoài trời, đặc biệt là trời nắng. Vì vậy, khi đi du lịch, nếu phải tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, bạn nên ghi nhớ những mẹo nhỏ sau để tóc và da không bị tổn hại sau chuyến đi chơi dịp nghỉ lễ này nhé. Đối với da, bạn cần thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài trời khoảng từ 15 đến 30 phút, thoa lại sau 2 đến 3 tiếng. Trang bị đầy đủ mũ rộng vành, kính mát, áo chống nắng hoặc ô để hạn chế tác động của các tia UV tới da. Hạn chế để da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong khung giờ cao điểm từ 10 giờ đến 16 giờ. Đối với tóc, bạn cần đội mũ rộng vành, không để tóc ướt khi ra ngoài nắng vì tóc yếu nhất khi ở trạng thái ướt. Rửa tay thường xuyên. Địa điểm lý tưởng để phát tán vi khuẩn gây bệnh chính là những nơi du lịch đông người. Việc rửa tay thường xuyên là nguyên tắc hàng đầu mà bạn cần ghi nhớ để ngăn chặn vi khuẩn có cơ hội xâm nhập vào cơ thể. Hãy nhớ rằng bạn cần rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn. Đồng thời, chuẩn bị khăn ướt cũng là điều cần thiết trong trường hợp đang di chuyển trên tàu xe không có nước để rửa tay. Đề phòng muỗi đốt. Côn trùng là một trong những tác nhân gây không ít phiền toái khi đi du lịch. Chúng không những khiến bạn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu mà còn có thể dẫn đến một số bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, các bệnh truyền nhiễm. Một số mẹo dưới đây sẽ giúp bạn ngăn ngừa muỗi đốt hiệu quả như mặc quần áo vải cốt tông, tránh loại vải sa tanh, ren, nên chọn quần áo có màu xanh lá, vàng, cam, không nên mặc quần áo tối màu. Thêm một vài giọt dầu khuynh diệp vào nước tắm, mùi dầu khuynh diệp có thể giúp bạn tránh muỗi tới gần, sử dụng các sản phẩm chống muỗi. Quý vị và các bạn thân mến, những mẹo nhỏ để chuyến du lịch kỳ nghỉ lễ của gia đình bạn thêm trọn vẹn sẽ là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.